Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn vẫn tiếp tục chọn xem những video của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Ánh và Nam Phong trở lại với quý vị qua tiết mục Diễn đàn Đời Sống. Gửi lời chào đến Hồng Ánh. Mời Hồng Ánh chào tất cả quý vị và các bạn. Dạ, Hồng Ánh xin được chào tất cả quý vị đang xem đài và chào anh Nam Phong. Hồng Ánh khỏe không? Hồng Ánh rất là khỏe thưa quý vị, với cái không khí của mùa hè. À, trời và ngày hôm nay ở San Jose rất là đẹp và chắc chắn rằng là một cái mùa hè lý tưởng cho năm nay rồi. Tại vì em thấy cái gì cũng vui tươi hết trơn. Tôi thấy cô mặc cái áo này tôi tưởng là sắp sửa tới Christmas. Tưởng mùa đông. Thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta đôi khi có thêm màu sắc để cho nó tươi tắn lên. Hồng Ánh thấy anh Nam Phong với những cái ngày tháng của mùa hè, anh cũng có chuẩn bị nhiều về cái cách sinh hoạt đi đây đi đó chứ hả? Không thì cũng phải đi thôi, bởi vì thứ nhất là công việc nó đòi hỏi mình phải đi. Dạ. Còn cái chuyện mà lâu lâu mà sắp xếp để tự thưởng cho mình một hai ngày nghỉ ngơi vacation thì cũng phải ráng sắp xếp. Dạ. Nhưng mà rất tiếc là trong cái thời gian này thì chưa được quý vị, bởi vì công việc nó quá nhiều. Cho nên hy vọng là cũng sẽ có một vài ngày để nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Và thưa quý vị, một số các bạn và một số quý vị có yêu cầu chúng tôi nói thêm về cái vấn đề lịch sử, bởi vì các bạn nói rằng đây là một cái vấn đề mà nhiều khi nếu mà chúng ta không có để ý thì chúng ta rất là dễ vấp phải những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ đó. Cho nên ngày hôm nay thì chúng tôi lại trở lại để mà nói tiếp về cái đề tài nó liên quan đến vấn đề lịch sử. Và như chúng tôi thưa chuyện với quý vị trong những lần trước, lịch sử nó bàn bạc ở khắp mọi nơi và có lịch sử hay không là ăn thua chính chúng ta. Và chúng ta phải giữ được cái phép lịch sử tối thiểu. Ngay cả cái chuyện mà như quý vị mỗi ngày quý vị phải đối diện, đó là cái vấn đề lái xe. Lái xe đó mà quý vị chạy xe mà không có đúng cái luật giao thông đó, thứ nhất đó là quý vị làm cho người ta bực mình. Rồi nếu mà quý vị chạy xe ẩu đó thì rõ ràng đó là một cái điều bất lịch sự, bởi vì làm cho người ta phải lo lắng hoặc là làm người ta phải giật mình thì cái điều đó không nên. Và đặc biệt đó là chạy xe ẩu đó thì nó còn một cái điều nữa là tai nạn xảy ra là rất là nguy hiểm. Dĩ nhiên đó, ai không có ai muốn tai nạn xảy ra. Và nếu mà muốn ngăn chặn cái vấn đề đó, chi bằng chúng ta chạy đúng luật lệ, chúng ta chạy vừa phải, chúng ta chạy một cách điềm đạm lịch sự, thì lúc đó chúng ta sẽ không có gặp cái trở ngại. Thí dụ bây giờ Hồng Ánh chạy xe, tự nhiên có anh nào anh chạy lên bên kia anh cắt ngang trước, cái Hồng Ánh phải đạp thắng. Dạ. Có thể là một cái bất thình lình là Hồng Ánh thấy được thôi. Ừ. Nếu như mà Hồng Ánh không có đủ không cái sự nhanh nhẹn đó, đôi khi có thể bị tai nạn nữa đó anh. Thì khi mà gặp cái trường hợp đó đó, cái cách ứng xử của cái người mà ở đó đó, nó cũng nói lên cái sự điềm tĩnh của người đó. Có nhiều người người ta nóng tính lắm, bởi vì tự nhiên mình cắt ngang trước mặt mình cái là mình phải đạp thắng, không còn một chút xíu nữa là ủi rồi. Thì người đó ngay lập tức lách qua bên đây, chạy lên nhìn qua mặt. Rồi nhiều khi thậm chí đưa tay ra giấu những cái dấu hiệu để mà bất bình, chửi rủa nữa. Yeah. Rồi người ta nói đó, chạy xe đó, Hồng Anh biết cái gì đó là cái điều tối kỵ nhất không? Để mà nó dễ sanh ra cái vấn đề cãi vã và thậm chí đua xe, ép xe rồi lôi nhau xuống mà thanh toán nhau nữa. Yeah. Đó là cái ánh mắt. Cái nhìn á, dù rằng là xe chạy nhanh cách mấy mà mình liếc mình nhìn người ta. Nó cái cũng... ví dụ là mình chạy ngang cái người đó chạy hơi bê bối chút xíu, mình đưa mắt mình nhìn mà cái ánh mắt mang hình viên đạn đó của làm cho người kia cơ. Cái anh kia anh biết liền là anh bực bội, mà gặp cái anh kia mà anh nóng tính đó là có thể rượt theo á, là có cái chuyện lạng qua lạng lại thì cái chuyện đáng tiếc có thể nó sẽ xảy ra. Ừ.
Vâng, thưa quý vị, trong cái chuyện mà anh Nam Phong nói về việc lái xe, và cũng có rất nhiều quý vị gửi email cho Nam Phong và Hồng Ánh thì cũng có nhắc nhở về cái chuyện đó. Thì thật sự đó là một cái chuyện mà xã hội chúng ta đang sống, chúng ta lái xe và có những người này người khác. Tuy nhiên á, mình không thể giống như tất cả những người như thế. Mình có thể tránh được những cái chuyện mà mình lái xe, như anh nói là mình phải lái xe trong cái sự bình tĩnh và điềm đạm và theo cái quy luật của cái dòng xe, cũng như là không có khách trước trước mặt xe người ta một cách cũng như là được. Cái ngày hôm đó cái con đường đó nó quá đông xe, nếu mà quẹo vào thì khó, phải xếp hàng rất là dài. Mình thôi chạy, cứ chạy thẳng lên trên và chờ đến cái đoạn đầu mình khách vào thì như vậy là mình không có phải xếp hàng. Thì đó là một điều mà Hồng Ánh nghĩ rằng là không có chấp nhận được, và đó là điều tối kỵ đó anh Nam Phong. Bây giờ tôi hỏi cô một cái trường hợp này nha, để cô giải quyết thử coi nó như thế nào. Nói đến cái vấn đề lái xe, cái chuyện này tôi chứng kiến ngay với cái tạp tin của đài tiếng nước tôi. Dạ. Tức là thưa quý vị, ở hai bên đó thì nó có cái chỗ đậu xe ngang 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 như vậy nè, rồi xe đó thì có xe lên xe xuống trong cái đường đó để người ta quẹo vô cái parking bên trái hoặc bên phải. Dạ. Tức là hai chiều. Thì có một cái anh kia đó, anh ấy đứng, anh ấy đậu xe ngay chỗ đó để mà anh ấy chờ chờ cái người ở trong nó ve ra để anh ấy vô, anh ấy đậu cái parking đó. Dạ. Thì anh ấy đậu đó rồi cái người kia vừa ve ra thì có một cô kia chạy tới chui tọt vào đó. Ồ. Thì đó Hồng Ánh cũng có gặp qua rồi. Thì lúc đó đó hai bên xuống xe sừng sộ cãi vã với nhau. Dạ. Thì cái chị kia chị ấy viện cái lý do đó là anh đứng anh đợi, nhưng mà anh không có bật xi nhan, tôi đâu có biết anh vô, tôi tưởng chỗ đó trống tôi vô. Còn anh này nói là tôi đợi đây từ nãy giờ, đứng đây là cả 3-4 phút để đợi cái xe nó ve ra, mà bây giờ chị lại chui tọt vào là như thế nào? Thì trong cái trường hợp đó cô xử sao? Dạ. Hồng Ánh thấy là cái chị đó sai hoàn toàn. Tại khi mà dẫu rằng là người ta không có xi nhan, nhưng mà mình cũng biết là người đó đang chờ rồi. Tại vì họ ngồi đứng họ chờ, cái cách chờ đợi một người đi ra đó, nó mình nhìn sơ là mình đã biết rồi, mình không thể nào giành cái chỗ của người đó. Tuy nhiên cái xi nhan người ta làm là để cho mình dùng, nhưng mà cũng có những cái điều mà trong cái cuộc sống mình có thể chấp nhận được. Khi mà mình thấy rằng là người đó đang chờ đợi, dẫu rằng không có để xi nhan, mình cũng biết chứ, anh chờ đón một cô nào, dẫu rằng là anh đứng ở cái gốc cây nào đó anh chờ, anh không nói, nhưng mà nếu như Hồng Ánh để ý một chút, Hồng Ánh cũng biết là ồ anh đó anh đang chờ, anh đứng đó từ nãy giờ cũng biết phải không? Đó tôi không chấp nhận. Tôi thông báo cho cô một cái tin vui đó. Là sao? Là rốt cuộc ông anh đó ông ấy chịu thua, ông ấy bỏ đi. Tại vì anh đó anh không muốn chấp. Anh không chấp và anh có thể tha thứ, anh có thể khi mà cái cách đối xử của con người với nhau không phải dành cái phạt kinh đó, ảnh được mà ảnh hay, nhưng mà ảnh bỏ đi như vậy cái người kia lại càng thấy rằng là mình không có đúng chút nào. Thật sự ra thì ông này ông ấy cũng nói qua lời qua tiếng lại. Dạ. Ông ấy cũng có cãi, nhưng mà chắc có lẽ cãi không lại cô. Dạ. Cho nên rốt cuộc là phải là coi như là lái xe đi chỗ khác để dạ. nhường cái parking lại cho người đẹp. Cái đó là Hồng Ánh không thấy đẹp nữa rồi. Và thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta nhiều những cái điều xảy ra, đôi khi mình lỡ mà mình có lầm lỗi đó, mình cũng có thể giơ tay lên nhưng mà mình xin lỗi người ta, và cái người mà họ đang bực tức họ có thể dịu lại. Thưa quý vị, bằng chứng là trong một cái lần mà Hồng Ánh đi lái xe thì khi mà mình muốn đi ra ngoài đó thì phải coi hết xe mình mới qua, và không may là cái con đường đó nó có cái hàng cây và cái nhánh cây nó che xuống, mình không thấy rõ được. Và khi mà Hồng Ánh vô tình vừa đưa đầu ra thì cái đầu xe ra thì một người họ tới, và anh này ảnh cũng có sai sai mà ảnh bóp cài, và ảnh rất là bực tức. Và trong cái sự bực tức mình biết là mình là người có lỗi, mình giơ tay lên mình xin lỗi, và tự nhiên người kia người ta dịu lại ngay. Người ta biết rằng là mình không cố ý. Cô đưa tay lên kiểu nào? xin lỗi, mình phải nói điều đó. Cô đưa tay mà nó mọi người đó đã nhìn là người ta biết là ồ cái cô đó cũng biết cái lỗi của cổ rồi. Mình đâu có ăn thua làm chi với một người mà người ta nhận cái lỗi của người ta rồi. Tôi có ông bạn cô, ông ấy có cái tật
tật này cái tật xấu mà tôi cứ cằn nhằn ông hoài. Chết rồi, ai là bạn của anh đây? Cái thứ nhất đó là ông ấy nói nhiều và nói không cho ai nói cả. Cái thứ hai đó là ông nói xong đó là mình mới vừa mở miệng cái ông lại nhảy vô ông nói tiếp nữa. Không cần xin lỗi, không cần xi nhan, không cần bật đèn gì hết. Đến nỗi mà mỗi lần mà ông ấy nói xong đó, tôi mới hỏi ông nói xong chưa, thì ông nói xong rồi. Thì mình vừa mở miệng cái ông lại nhảy vào. Mới nói được một chưa hết câu là ông nhảy vào. Đến nỗi mình phải nói khoan khoan ông, để ông ngừng lại giùm tôi một chút, ông để tôi nói xong cái này đi rồi ông nói. Thì lúc đó ông ấy mới chịu im. Nhưng mà cái lần đó là như vậy thì ông ấy im, nhưng mà những lần sau thì cũng y chang. Tức là phép lịch sự tối thiểu, mình không nên cắt lời người khác như thế. Cái tật đó, nó quen rồi. Và tôi nói hoài, tôi nói ông ráng ông sửa cái này đi. Tại vì ông bây giờ ông chưa có vợ, mà ông cứ cái kiểu này mà ông ra mà ông đi gặp đào, đi cua gái đó, thì ông thất bại là cái chắc. Vâng, thưa quý vị. Và thêm một cái chuyện nữa mà Hồng Ánh nhận được email từ quý vị, đó là những người mẹ, những người lớn á, dạy con ở nơi công cộng bằng cách la hét đó, đó có cũng là một cái điều mà ảnh hưởng đến những người xung quanh. Thì anh Nam Phong thấy sao về cái email đó? Thật sự ra thì thưa quý vị, thậm chí đó la hét ở đâu còn đánh nơi nữa, công cộng. Còn đánh con ngoài nơi công cộng nữa, thì nhiều khi đó người ta nghĩ đó là thương con thì cho roi cho vọt, nhưng mà thật sự ra cái điều đó nó cũng phải nên xem lại. Bởi vì có những cái người Mỹ đó, họ thấy cái điều đó đó, họ nói là mình hành hạ trẻ con, có thể là họ sẽ gọi cảnh sát, thì lúc đó là rắc rối thêm nữa. Và nói đến cái vấn đề mà lịch sự ở nơi công cộng, nó có rất là nhiều điều. Thí dụ, tôi đưa ra cái thí dụ này nó hơi không được lịch sự lắm, nhưng mà nó có. Ngày xưa ở bên Việt Nam đó, cái chuyện mà ngồi nói chuyện, hai người ngồi nói chuyện với nhau, chuyện mà ngồi móc mũi nó bình thường lắm cô. Nhưng mà qua đây thì không được rồi, không thể nào được, thậm chí móc cái lỗ tai cũng không được nữa. Nhưng mà ở bên Việt Nam ngày xưa mình coi cái chuyện đó nó bình thường. Nhưng mà bây giờ đó thì nhìn trong nó bất lịch không sự chấp thật. Nhận. Ở Mỹ này mà nói riêng là ở Mỹ này đó, thì khi mà mình có cái cách như anh nói là đưa tay lên móc mũi, hay là móc lỗ tai đó, cái đó là những cái mà tránh tao, họ không có chấp nhận được đâu, ghê quá. Thậm chí cái chuyện mà nhiều khi cái cơ thể của mình nó ở vào cái mùa mà nhất là những cái người mà bị allergy đó cô, thì nó ngứa ngáy, cứ ngồi nó cứ gãi rụt rụt rụt. Mang theo tờ giấy đi đâu, mang theo hộp giấy cho chắc ăn. Thì cái điều đó nó là một cái điều mà nhiều khi mình cũng thông cảm, nhưng mà nó cũng phải tìm một cái nơi nào đó kín đáo để lịch sự, chứ đừng có làm lộ thiên nơi công cộng thì nó cũng kỳ. Thấy không, cô thấy không? Đúng. Rồi nó có những cái điều mà ở bên Việt Nam nó chúng ta thấy rất là bình thường, nhưng mà qua đây không được. Có những cái mà nhập gia thì tùy tục phải không anh? Có những cái mà chúng ta có thể tránh được, và chúng ta làm sao mình sống ở đâu cho cái nó đẹp ở nơi đó, thưa quý vị. Và đến đây thì Hồng Ánh nghĩ rằng là cũng phải dừng lại tiết mục này rồi, và chúng ta còn có những cái cơ hội để nói thêm nữa vào những chương trình lần tới. Cảm ơn quý vị đã gửi email cũng như là chia sẻ cái tâm tình của mình đến với đài Tiếng Nước Tôi, và xin được có dịp gặp lại quý vị. Hồng Ánh xin chào anh Nam Phong. Chào. Sao hôm nay cô có hẹn với người yêu hả? Sao vậy anh? Sao cô gấp, cô chạy sớm quá vậy? Trước khi mà chấm dứt đó, tôi nói thêm một cái điều mà nó cũng là cái thói quen. Và cái thói quen này đó thì mình không biết là mình có nên thông cảm hay không. Thí dụ chẳng hạn như có những người, và đặc biệt là những người Hoa đó, họ có cái thói quen họ nhổ nước miếng. Không có chấp nhận được chứ sao lại... Cái chuyện đó là chuyện... Không, nhưng mà tôi nói ô nhiễm môi trường. Tôi nói cái chữ thông cảm ở đây đó là bởi vì mình biết là ở bên xứ sở của họ đó là cái chuyện đó nó bình thường. Cho nên nhiều khi qua bên đây đó, nhất là những cái khách du lịch bên đó, họ khạc ngổ, qua bên đây họ khạc ngổ tùm lum hết trơn á. Thì
mình bực lắm, nhưng mà mình nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng ráng dằn lại, bởi vì ở bên đó cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, cho nói nên chuyện to tiếng nữa. Thì họ nói chuyện lớn, cái đó là cái phong thái của người Trung Hoa. Ở đó là Họ rất nói là chuyện làm phiền rất cho là lớn. rất là nhiều người, và cho rất là nhiều nước khi mà người ta nhìn về cái cách đó của họ, nó cũng coi nó thường đó. Không thì đến một cái lúc nào đó nó họ sẽ tự cảm thấy hổ thẹn, rồi họ từ từ họ sẽ phải sửa chữa cái điều đó thôi. Bởi vì cái dòng tiếng của nhân loại, cái dòng tiếng của đời sống nó càng lúc nó càng đi lên, để nó tìm được những cái chân thiện mỹ, những cái gì tốt nhất, chứ không phải là nó đi lùi hoặc là nó đứng lại một chỗ. Cho nên mong rằng những cái gì tốt đẹp đó thì người ta sẽ gìn giữ và tiếp tục phát huy, những cái gì xấu đó thì người ta bỏ đi. Nó cũng giống như thưa với quý vị, trong những lần tới thì chúng tôi sẽ thưa chuyện với quý vị về cái vấn đề khác biệt giữa phong tục và hủ tục. Thí dụ như vậy, có nghĩa là những cái từ ngàn xưa để lại nhưng mà bây giờ nó không còn thích hợp nữa và chúng ta thấy sai thì chúng ta bỏ đi và chúng ta gọi đó là hủ tục. Ví dụ chẳng hạn như là tục tảo hôn, hay là những cái tục mà những cái câu như là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, vân vân. Thì bây giờ nó không còn thích hợp nữa và người ta bỏ đi và người ta gọi đó là hủ tục. Còn những cái phong tục đẹp hay thì chúng ta gìn giữ, chúng ta phát huy. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục Diễn đàn Đời Sống ngày hôm nay với cái chủ đề là lịch sử, và chúc quý vị những giờ phút xem đài thật là vui, thật là thoải mái, và xin quý vị cứ liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email của Hồng Ánh hoặc là địa chỉ email của Đài Tiếng Nước Tôi là info@radiotiengnuoctoi.com. Cái chữ radio quý vị viết nguyên chữ nha quý vị. Và quý vị có thể góp ý, quý vị có thể đề nghị những cái chủ đề nào mà quý vị muốn nghe chúng tôi bàn thảo. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Hồng Ánh. Dạ, Hồng Ánh xin kính chào quý vị, chào Nam Phong và hẹn gặp lại vào tuần tới. Dạ, kính chào quý vị.